các bạn. Với phong trào thể dục rèn luyện sức khỏe của câu lạc bộ Nhân Phù Chi Hội Phụ Nữ Xóm 2 xã Nam Thanh đã đưa lại niềm vui và hạnh phúc cho chị em phụ nữ, bớt đi những mệt nhọc ưu phiền qua những tháng ngày lao động vất vả. Thưa các bạn, với tinh thần trách nhiệm và lòng đam mê nhiệt huyết của chị Nguyễn Thị Vấn Chi Hội trưởng và chị Lê Thị Lan Chi Hội Phó Chi Hội 2, cả ngày đêm cùng chị em trong chi hội miệt mài luyện tập, hướng dẫn đồng viên đưa phong trào diều nhảy Nhân Phù của câu lạc bộ Chi Hội Phụ Nữ Xóm 2 không ngừng phát triển, tạo động lực cho chị em có một sân chơi bổ ích, lành mạnh, sáng soái về tinh thần, khỏe đẹp với vóc dáng. Chúc hai chị cùng nhóm nhảy luôn có nhiều sức khỏe để lan tỏa niềm vui tinh thần đến với mọi người. Vậy xin mời các bạn cùng thưởng thức các vũ điệu do các chị thể hiện nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai, nãy lôi về sau bàn chân nào nề, rượu ngon làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thấm cay, sức chiêm bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mong rồi riêng mình ta đơn đau, từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lại được không? Gặp lại nhau chỉ hôm nay để anh phải nhớ phải buồn. Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp em. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe.
Rồi đây, 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 đây. Rồi đây, một hồi rồi cứ quay qua đi tìm đấy. Rồi, để cho họ biết có đôi bàn nhé.